One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon, chất âm 2 chuẩn 2 Des, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế, đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút. Khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video phân tích chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ thứ 5 ngày 1 tháng 2. Chúng ta cùng bắt đầu ngay với chiến sự căng thẳng đang diễn ra tại Tabasca. Trong ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã mở chiến dịch phản công nhắm thẳng vào Tabasca. Chiến dịch này được thực hiện bởi các binh sĩ tinh nhuệ của quân đội Ukraine. Đòn phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ, đồng thời không cho phép quân Nga có được cao điểm phía tây Tabasca. Khả năng cao, đường dừng tại vị trí này bao gồm nhiều hệ thống công sự của Ukraine. Đó là lý do tại sao trong chiến dịch tấn công trước đó, Nga đã phải dừng lại sau khi chiếm được Tabasca. Sau khi có được thông tin về chiến dịch phản công của Ukraine, thì quân đội Nga đã một lần nữa củng cố lại lực lượng và tiếp nối chiến dịch tấn công còn dang dở của mình. Cuối cùng thì họ cũng chiếm được nốt đường rừng tại bờ tây khu định cư, mặc cho sự phản kháng ác liệt từ kẻ địch. Vậy nên ta biết được rằng quân đội Nga đang có sự chuẩn bị từ trước. Họ sẽ bẻ gãy đòn phản công của Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra, các bên vẫn còn đang tranh giành nhau từng phần lãnh thổ một. Quân đội Ukraine gửi thêm hàng loạt đợt tiếp viện tới nhằm cản đà tiến của Nga, nhưng quân đội Nga hiện tại đơn giản đã là quá áp đảo về hỏa lực và quân số. Họ tiếp tục tiến lên mặc cho bao nhiêu tài nguyên Ukraine đã đổ vào tiền tuyến này. Vẫn chưa có hình ảnh video xác nhận được đăng tải nên chúng ta cũng chẳng mường tượng được cuộc giao tranh đã diễn ra như thế nào. Nhưng về cơ bản thì quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và đánh bại làn sóng phản công thứ nhất của quân Ukraine. Quân đội Nga đã nhanh chóng bắt nhịp được chiến trường và đưa ra những quyết định hết sức kịp thời và đúng đắn. Hoặc có thể là do họ đã xem được video của mình để rồi có những quyết định nhanh chóng như vậy. Nói chung là quân đội Nga sẽ tiếp tục phòng thủ tại Tabasca, làm bước đệm cho chiến dịch tấn công vào Bichan và Berestove trong tương lai. Tại Berestove, ghi nhận áp lực quân sự được Nga đẩy vào, khả năng cao quân đội Nga sẽ tiến tới và chiếm quyền kiểm soát khu định cư này trong tương lai gần. Trong chiến dịch này, quân đội Nga chắc hẳn sẽ đánh xuống từ phía bắc, dọn dẹp từng phần lãnh thổ một từ hướng tây bắc sang hướng đông bắc. Lý do là bởi bờ bắc là điểm yếu của cứ điểm Ukraine tại Berestove. Với Berestove trong tay thì quân đội Nga sẽ có thể bảo vệ được thành quả tiến công của mình tại Novoselivské. Sau đó, quân đội Nga mới nghĩ đến việc đánh vào Bichan. Một lần nữa, quân đội Nga sẽ tấn công Berestove trước, đồng thời bảo vệ bờ bắc Tabasca, từ đó triển khai cùng lúc mũi tiến công từ nam Tabasca và mũi tấn công phía bắc Berestove, đánh thẳng vào bờ đông Bichan. Chiến dịch này còn sẽ tiếp tục đến tận bờ sông Oskil, tùy thuộc vào tham vọng của Nga tại đây. Tại bờ bắc, mục tiêu của Nga sẽ là cánh rừng phía tây Kostarivka, cánh rừng tại vị trí mình biểu thị, nơi hiện đang là vùng xám, kết nối hai vị trí và bảo vệ toàn bộ bờ bắc Tabasca, tại vì quân đội Ukraine vẫn chưa từ bỏ chiến dịch phản công của mình. Làn sóng tiếp theo sẽ tới và quân đội Nga buộc phải tìm cách để bảo vệ thành quả của mình. Ngoài ra, quân đội Nga cũng sẽ tìm cách để chiếm 3 cánh rừng như mình biểu thị trên bản đồ. Tại Berestove vẫn còn rất nhiều cách để Nga tiến đánh vào khu định cư. Họ có thể kết hợp mũi nhọn phía bắc và đòn tấn công trực diện từ Novoselivske, từ đó tấn công lên phía nam Bichan, kết hợp với mũi tấn công từ hướng đông bắc tại vị trí cánh rừng Nga đang chiếm đóng. Một điểm cần lưu ý là quân đội Nga cần thiết phải có thêm hỏa lực và quân lực thì mới triển khai được chiến dịch này. Thứ mà họ đang phải đối đầu là các làn sóng phản công liên tục ập tới từ đoàn binh sĩ tinh nhuệ của Ukraine. Tại Bilohorivka, ta thấy động thái của Ukraine chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tấn công vào khu định cư. Cuộc giao tranh diễn ra tại vùng xám nằm giữa hai vùng kiểm soát của hai bên chiến tuyến. Đường hào tại vị trí này trước đó thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga kể từ khi lệnh ngừng bắn năm 2015. Có vẻ như quân đội Ukraine đang muốn tái khởi động cuộc chiến tại Bilohorivka sau khi có được các cao điểm hướng Tây Bắc khu định cư. Quân đội Ukraine liên tục triển khai nhiều đợt tiến công nhằm mục đích do thám, đồng thời tìm kiếm vị trí đứng tốt hơn. Chuẩn bị sẵn sàng mọi yếu tố cho chiến dịch tấn công trong tương lai. Tại bờ Tây Bilohorivka tồn tại rất nhiều đường hào, hệ thống công sự khác nhau, nhưng nhiều đó vẫn chưa thể nào so sánh được với phòng tuyến Surovikin tại Zaporizhzia. Vậy nên, việc Ukraine triển khai chiến dịch tấn công tại đây là hoàn toàn dễ hiểu so với lựa chọn mục tiêu là Zaporizhzhia, nơi mỗi mét đất có tới chục quả mìn. Vấn đề là nếu triển khai chiến dịch tại đây thì đó sẽ là một cuộc chiến đô thị. Quân đội Ukraine có rất nhiều kinh nghiệm đối với phương thức tác chiến này, nhưng quân đội Nga cũng là tương tự. Nói chung là quân đội Ukraine đang toan tính gì đó. Có khả năng cao họ sẽ mở chiến dịch tấn công tại đây, vì tiến trình mới của quân đội Ukraine thực sự là rất ấn tượng. Việc đi qua bờ Tây khu định cư là nguy hiểm và khó nhằn nhất. Thậm chí là khó khăn hơn cả cuộc chiến đô thị trong trung tâm khu định cư, vì bờ Tây tập trung không biết bao nhiêu hệ thống công sự, cứ điểm được thiết lập trên tiền tuyến, mìn cũng được giải ra vô số kể. Việc Ukraine chiếm được vùng lãnh thổ này có thể do một trong hai nguyên nhân. Có thể Nga đã mất tập trung và lơ là phòng thủ, Có thể là chiến dịch tấn công của Ukraine quá mạnh mẽ. Quân đội Nga tại đây không có khả năng để chống lại đòn tấn công của Ukraine. Nói chung là quân đội Ukraine sẽ tiếp tục tiến bước, vừa tiến về phía nam đánh chiếm các cánh rừng tiếp theo, vừa tiến về phía đông đánh vào phòng tuyến tiếp theo. Di chuyển xuống phía nam tới đến với chiến sự tại Ariska, quân đội Nga có tiến triển mới tại bờ đông Obisne. Đây là nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ căn cứ quân sự của Ukraine tại phía tây nam Ariska sau khi Nga chiếm được căn cứ này trước toán quân Ukraine bỏ chạy tán loạn. Sau khi bỏ chạy, quân đội Ukraine dường như đã định hình được tình thế và giờ đây họ quay trở lại với nỗ lực nhằm tái chiếm khu quân sự của mình. Vậy nên, quân đội Nga cần thiết phải ổn định lại tiền tuyến. Bước đầu tiên là chiếm đóng cánh rừng phía tây căn cứ quân sự, kết nối Obisne với căn cứ quân sự này. Sau khi bảo vệ được thành quả tiến công, quân đội Nga sẽ nghĩ tới chuyện đẩy áp lực quân sự vào điểm dân cư tại đây. Kết hợp nhiều mũi nhọn lại với nhau nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ thành quả tiến công của các binh sĩ đường ống. Đến khi hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ kể trên, Nga sẽ bắt đầu nghĩ tới việc tấn công vào khu thành cổ trước mắt. Nếu không tiếp tục nỗ lực 200% vừa phòng thủ vừa bảo vệ thì quân đội Nga sẽ có khả năng bị mất nhiều phần lãnh thổ vào tay Ukraine, vì hiện tại áp lực quân sự được Ukraine đẩy vào dãy phố phía tây nam Avdiivka, căn cứ quân sự và Tashaka-Ohota là rất lớn. Ngoài ra họ cũng đang tấn công vào quần thể nhà nghỉ ngoại ô phía nam Avdiivka. Giao tranh cũng được ghi nhận tại cánh rừng phía đông Avdiivka. Đây là chiến dịch tấn công mới được Nga mở ra. Họ đã thành công chiếm được một số hệ thống công sự sâu bên trong cánh rừng này. Bờ Bắc cũng ghi nhận một vài cuộc đụng độ nhưng chẳng thể so sánh được với diễn biến tại bờ Nam. Xa hơn nữa về phía Tây, cả tại bờ Bắc và bờ Nam hiện đang tiến vào trạng thái ổn định. Giao tranh tiếp tục nổ ra nhưng không có thay đổi về lãnh thổ. Thế trận là cân bằng khi mà không bên nào có lợi thế tại khu vực này. Trước khi kết thúc video này thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về điểm nóng xoay quanh ông Zaluzhny. Đang có rất nhiều thông tin trôi nổi quanh cái ghế của ông Zaluzhny. Theo thông tin bị rò rỉ từ văn phòng chính phủ thì giới chức Zelensky muốn sa thải ông Zaluzhny và người thay thế vị trí đó sẽ là ông Bohdanos. Giới chức Zelensky đang tìm mọi cách để hạ bệ Zaluzhny vì niềm tin của ông trong nhân dân hiện tại là quá đáng kể. Về phía Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng của các lực lượng Ukraine kiên quyết không từ bỏ chức vụ của mình. Ông Zaluzhny đang tìm mọi biện pháp để có thể giữ chiếc ghế này cho tới ngày 31 tháng 3, thời điểm nhiệm kỳ của Zelensky kết thúc. Tới lúc đó, người nắm sức mạnh quân đội trong tay vẫn sẽ là Zaluzhny, mặc cho Zelensky có muốn hay là không. Vấn đề là việc Zaluzhny có bị sa thải và thay thế bởi Budanov sẽ khiến cho màn trình diễn của quân đội Ukraine trên tiền tuyến dở tệ hơn rất nhiều. Lý do là bởi ông Budanov không phải là chuyên gia quân sự. Thế những gì mình biết thì Zelensky là người đàn ông duy nhất thuộc chính quyền Ukraine có khả năng điều khiển, kiểm soát và sử dụng hiệu quả đội quân hùng mạnh Ukraine đang có. Vấn đề phía Budanov, ông hoạt động như một gián điệp chuyên nghiệp, tương tự như Putin, cũng là những người hết sức tài giỏi nhưng quân đội và chiến trường không phải là lĩnh vực của họ. Những gì mà Budanov đã làm được xuyên suốt cuộc chiến này là tổ chức các cuộc tấn công, ám sát các nhân vật tầm cỡ ngay trên đất Nga. Về cơ bản là tất cả các đòn tấn công UAV trên lãnh thổ Nga chiến thắng trong việc đánh gãy cây cầu tại Kursk. Nói chung là tất cả những vụ việc nhức nhối diễn ra trên đất Nga đều do một tay ông tổ chức triển khai. Nói chung là việc xử lý quan chức, chỉ huy của Nga là nhiệm vụ, là chuyên môn của chính ông Budanov. Quan trọng hơn thì người đàn ông này là cánh tay phải của Zelensky. Dường như ông Zelensky muốn kiểm soát Ukraine cả về chính trị, cả về quân đội. Vì giữa ông và Zaluzhny chứa chấp nhiều hiềm khích không hề đơn giản, nên việc Zelensky muốn đá Zaluzhny ra khỏi chiếc ghế đó là điều đương nhiên. Và đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.